Và nếu anh em có bất kỳ một thắc mắc nào cũng như là muốn cập nhật những thông tin nhanh nhất về những sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì có thể là tham gia vào group là Xóm Công Nghệ nha. Link của group thì mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Xin chào bạn, nếu bây giờ các bạn nhìn ở cái góc cạnh này thì các bạn nghĩ rằng đây là cái hộp đựng sản phẩm nào ạ? Mình nghĩ rằng rất nhiều anh em sẽ liên tưởng tới một cái hộp đựng thuốc lá đúng không? Tuy nhiên đây không phải là hộp đựng thuốc lá nha các bạn, mà đây là một mẫu đồng hồ giá rẻ mà người bạn của mình vừa gửi ở bên châu Âu về. Đây các bạn có thể thấy rằng là có cái tên là Smartwatch này. Và cái mẫu đồng hồ này thì đang có cái mức giá loanh quanh cái mốc khoảng tầm là 1.153.000 đồng ở bên châu Âu các bạn ạ. Vậy thì hôm nay mình sẽ mở hộp để xem thử một mẫu đồng hồ đang bán ở bên châu Âu và bên Hồng Kông cũng có bán thì nó sẽ có những gì hấp dẫn nha. Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới vòng đeo tay này cho tới là đồng hồ thông minh thì có thể ghé qua hệ thống Di Động Việt. Hiện tại thì Di Động Việt đang phân phối rất là nhiều mẫu vòng đeo tay và đồng hồ thông minh khác nhau với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bóc siêu nó ra này. Đó, có siêu luôn, mình đã phải mong chờ cái này khá là lâu rồi. Bạn mình gửi mất khoảng tầm là 2 tuần thì mới về tới Việt Nam nha các bạn. Bay từ đâu nhỉ? Mình nhớ không nhầm là trong cái bill thì có ghi rằng là bay từ châu Âu về tới Singapore, rồi là từ Singapore lại phải chờ một cái thời gian đâu đó khoảng tầm là một tuần thì mới có chuyến bay bay về Việt Nam. Đấy, cho nên là mất khá là nhiều thời gian. Một cái điểm mà mình thấy hơi kỳ lạ là nếu mà các bạn nhìn ở phía trước á thì sẽ thấy rằng là Smartwatch đúng không? Nó sẽ có cái hộp là tên là Smartwatch, nhưng mà phía sau thì nó lại bị ngược các bạn ạ. Đấy, bình thường thì mình thấy rằng là nếu mà còn nguyên siêu á, nó sẽ không như thế này. Không biết là tại sao mà cái hãng Kubo này, Kubo gì họ làm khá là kỳ lạ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Vâng, tầm giá 1 triệu đồng chúng ta sẽ có một cái đồng hồ thông minh. Ui, nhìn vào nó rất là classic các bạn, nó giống với những cái đồng hồ classic ấy. Cầm vào nó rất là sướng. Để mình xem thử là cái phần khung này nó được làm bằng kim loại hay nhựa nha. Ui, kim loại luôn các bạn ơi. Toàn bộ cái phần khung bên ngoài của một cái đồng hồ 1 triệu đồng được làm bằng kim loại. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem từ bên trong này sẽ được tặng thêm cái gì. Đây là một cái dây cao su chứ không phải là dây bằng da nha các bạn. Nhưng mà nó làm theo kiểu dạng giả vân á. Giả vân da, nhìn vào nó cũng khá là đẹp. Và bên cạnh cuối cùng là có thêm một cái phần đế sạc. Một cái đế sạc để chúng ta có thể là cắm ở đây. Đây, có một cái phần đế sạc mà không phải cắm thêm những cái phần nào rườm ra. Để xem thử phía dưới thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Để xem thử còn cái gì nữa không. Vâng, chỉ có sách hướng dẫn sử dụng thôi. Và trong này thì tất nhiên rồi, một cái sản phẩm không được bán chính hãng ở Việt Nam thì nó sẽ không có tiếng Việt nha anh em. Rồi, trước khi nói về cái Kubot C3 thì mình sẽ muốn chia sẻ các bạn một chút về cái sách hướng dẫn sử dụng. Tại sao mà trong clip này mình lại phải muốn nói về cái sách hướng dẫn sử dụng á? Thứ nhất là cái sách này nó không có tiếng Việt nha các bạn, đó là cái điều thứ nhất. Và thứ hai là ở phía sau của cái mặt sách á thì chúng ta sẽ có một cái mã QR để các bạn có thể là tải một cái ứng dụng tên là Husband. Với những bạn nào mà hay theo dõi về công nghệ này và đặc biệt các bạn đã từng sử dụng qua những sản phẩm đến từ nhà Oppo hay Focus hơn, chính xác hơn á, là chiếc Oppo F1S thì các bạn biết rằng là trước đó Oppo đã từng tặng cho người dùng cái vòng đeo tay Tekin Husband và cái app này y hệt như kiểu là cái app mà Oppo đã từng tặng cho chúng ta cái vòng đeo tay đó các bạn ạ. Không biết là bên nhà Oppo và Kubot nó có một cái dây dưa dễ má gì với nhau hay không, nhưng mà lại sử dụng chung một cái app tên là Husband nha. Đây thì mình sẽ vào luôn cái app Husband cho các bạn xem này. Y hệt như kiểu là cái vòng đeo tay mà trước đây Oppo đã từng tặng người dùng khi mà đặt trước chiếc Oppo F1S. Đó là một vài những cái nghi vấn của mình thôi. Còn các bạn nào mà biết chi tiết hơn thì có thể là comment và chúng ta sẽ cùng thảo luận nha. Rồi, quay trở lại với cái đồng hồ C3 thì nếu mà các bạn nhìn từ phần phía sau hay là phía trước có thể thấy rằng là một cái điều rất bất ngờ. Và một cái đồng hồ chỉ khoảng tầm là 1.153.000 tiền Việt thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có một thiết kế thứ nhất là rất là hầm hố. Và thứ hai, nó được làm bằng kim loại. Toàn bộ cái khung bên ngoài được làm bằng kim loại các bạn ạ. Chỉ có một cái điểm hơi đáng tiếc là cái phần dây này thì kể cả cái phần là dây được tặng kèm á, nó cũng chỉ làm bằng dạng cao su mà thôi. Nhưng mà với cái tầm giá khoảng 1 triệu thì đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng là chúng ta phải chấp nhận. Được cái là cái phần kích thước dây á, nó cũng y hệt như kiểu là những cái dây mà đồng hồ truyền thống. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là ra những cái cửa hàng đồng hồ và thay thế những cái dây da nha. Các bạn bỏ ra khoảng tầm là 1 cho tới là 200.000 nữa thì chúng ta đã có một cái dây da sẽ xịn sò hơn rất là nhiều. Và nhờ một cái thiết kế hầm hố và rất là nhiều những cái ốc vít được vít vào như thế này nè, đâm ra là với chiếc C3 này, bên Kubot họ có chia sẻ rằng là có thể lặn với cái tiêu chuẩn là 5 ATM, tức là độ sâu 50 mét.
Vâng, cái đồng hồ hơn 1 triệu thôi thì chúng ta đó có một cái tiêu chuẩn rất là ok và ngon lành cành đào. Hôm sau thì mình sẽ thử nhúng cái đồng hồ C3 này vào nước, tất nhiên là không phải ở độ sâu là 50 m nha. Nhưng mà mình sẽ muốn thử nhúng xem khoảng tầm là 1 cho tới là 2 tiếng thì liệu cái C3 này có ngoẻo hay không, có giống như kiểu là bên Cubot hoặc quảng cáo hay không. Ở phía dưới mặt đồng hồ thì chúng ta sẽ có một cái phần nam châm để có thể là sạc này, hay là về cái phần để đo cảm biến nhịp tim hoặc là một vài những tính năng khác. Và theo như bên Cubot họ có chia sẻ á thì cái thời gian để sạc đầy cái đồng hồ này nó sẽ rơi khoảng tầm là 2,5 giờ nha các bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ mở cái phần siêu màn hình ra. Và đây là cái màn hình của Cubot C3. Cái màn hình này thì nó sẽ có kích thước là 1.3 inch và đang sử dụng cái tấm nền là LCD nha, TFT luôn. Chứ mình không có giấu giếm anh em là cái màn hình này là LCD mà không phải là TFT, nó là TFT LCD. Và độ phân giải thì mình nhớ không nhầm là 240 nhân với là 240 các bạn ạ. Và cái chất lượng màn hình nhá thì mình đánh giá nó chỉ ở mức là đủ dùng thôi, tầm giá 1 triệu mà cũng không thể đòi hỏi được gì đâu. Nó cũng có mức độ nổi khối ở mức là vừa phải này, và độ sáng thì hiện tại mình đã mắc sáng rồi, nó chỉ mức là chấp nhận được thôi, không phải là xuất sắc lắm đâu các bạn. Đó, và nó đây là màn hình màu nha, nó không phải là quá nhiều màu lắm đâu, nhưng mà cũng là một cái màn hình màu. Và cái phần cảm ứng thì mình thấy rằng là vuốt cũng rất là nhạy này. Đây, các bạn thấy rằng là mình đang vuốt thì mình thấy rằng nó cũng khá là nhạy đấy. Đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm hai cái nút. Cái nút ở phía trên có thêm cái viền màu đỏ bên ngoài ấy, thì là cái nút để chúng ta có thể là nhấn back hoặc là tắt màn hình hoặc là mở sáng màn hình này. Hay là ở cái nút ở phía dưới thì chúng ta có thể là truy cập luôn vào cái phần là menu. Ở trong menu á, thì các bạn có thể là đo được nhịp tim này, rồi hiển thị được thông báo này. Ví dụ như là những cái thông báo nó đang hiển thị về từ Facebook hay là Gmail và thậm chí là cuộc gọi này, hay là tìm điện thoại. Đấy, các bạn có thể là nhấn vào đây và ngay lập tức thì điện thoại. Đó, bạn thấy không, nó đã đổ chuông luôn rồi. Ok, ngon lành cành đào á. Rồi, và bên cạnh đó nữa, khi mà các bạn vào ở trong cái mục này sẽ thấy luôn một cái tính năng là photo. Cái tính năng photo này nó sẽ giúp ích gì, đó là khi mà các bạn vào trong cái ứng dụng là Husband ở trên điện thoại. Đây, trong cái ứng dụng Husband chúng ta sẽ có cái mục là chụp ảnh đúng không, thì khi mà các bạn chuyển sang đây, các bạn chỉ cần là nhấn vào ở trên cái đồng hồ thì ngay lập tức cái đồng hồ của chúng ta đã có thể là chụp được ảnh. Bây giờ thì mình sẽ chụp ở phía trước luôn. Đó là có ảnh luôn. Hơi đáng tiếc là hiện tại cái tính năng này nó chỉ có thể là sử dụng được ở trong cái ứng dụng là Husband thôi, chứ còn cái ứng dụng là máy ảnh mặc định của điện thoại ấy, thì nó chưa sử dụng được các bạn ạ. Hy vọng là trong thời gian tới thì bên Cubot họ có thể là update thêm cái tính năng này để giúp cho trải nghiệm của người dùng sẽ trở nên là tốt hơn. Và một cái điểm mà mình hơi bất ngờ nha, là mặc dù các bạn thấy rằng là nó sẽ không hỗ trợ tiếng Việt này, toàn bộ bên trong thì nó không hề hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên khi mà hiển thị những cái thông báo á bằng tiếng Việt á thì không hề bị lỗi phông. Đây là một cái điểm mà mình thấy rằng là rất là bất ngờ. Đây, các bạn thấy không? Bạn Khang vừa nhắn cho mình này, có cái mục là tiếng Việt luôn và Khang Lê không hề bị lỗi. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ bạn Khang gọi cho mình một cuộc gọi để xem thử là cái tốc độ mà hiển thị cái tin nhắn hiển thị cuộc gọi thông báo nó có nhanh hay không. Ôi, thấy các bạn thấy không? Ở trên đồng hồ nó còn hiển thị nhanh hơn so với là cái điện thoại của mình nữa. Thì mình thấy rằng là cũng khá là ok. Một cái lưu ý nha các bạn, bạn Khang từ từ hãy tắt nha. Các bạn cần lưu ý này, thì khi mà cuộc gọi đến á, các bạn chỉ có thể là từ chối hoặc là nhấn vào cái nút im lặng thôi, chứ chúng ta không thể là nhấn vào cái phần là trả lời được nha. Đó là một cái điểm hạn chế ở trên chiếc Cubot C3. Mình cũng muốn nói rõ cho anh em, chứ không anh em mà lỡ may mà mua, lỡ may mà tìm được cái Cubot C3 này ở Việt Nam mà mua á, thì các bạn cũng hơi bị bất ngờ. Đó là một vài những cái điểm lưu ý dành cho các bạn. Và bên cạnh đó nữa thì về cái phần là đo nhịp tim liên tục á, thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được ở trên cái Cubot C3. Đó là một vài những cái điểm mà cực kỳ là đáng lưu ý dành cho anh em mà đang có ý định là mua đồ chơi như là chiếc Cubot C3 này về để chơi Tết nha. Còn về cái viên pin thì chiếc Cubot C3 chúng ta sẽ có viên pin là 260 mAh các bạn ạ. Hiện tại thì mình cũng chưa có thể là sử dụng được lâu chiếc C3, cho nên mình cũng không thể đánh giá được cho anh em về cái thời lượng pin của Cubot C3 nha. Khi nào mà mình trải nghiệm lâu hơn khoảng tầm là 1 cho tới là 2 tuần tới thì mình sẽ dành tặng cho anh em thêm một cái video đánh giá về Cubot C3 nữa. Và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái đồng hồ mà người bạn của mình ở bên nước ngoài có gửi tặng mình nhân dịp Tết Nguyên đán lần này. Ở góc độ cá nhân của mình nhá, đây là một cái món đồ chơi. Và bên cạnh đó nữa thì khi mà các bạn mua ở trên website của Cubot á, thì chúng ta về đến Việt Nam vẫn đóng thuế đầy đủ nha các bạn, vẫn đóng thuế đầy đủ. Và cái mức, nhưng mà tuy nhiên thì cái mức thuế á, mình ở góc độ cá nhân của mình thấy là nó quá là đắt đấy, nó đắt không thể tưởng được luôn anh em ạ, lên tới 7.000. Ui trời ơi, cái mức thuế đắt quá, mình quan ngại thực sự luôn.
Làm mất của mình hai ổ bánh mì, hai ổ bánh mì không về chấm sữa, hơi đáng tiếc các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng là nếu anh em nào mà muốn mua một cái đồng hồ mà có thiết kế hầm hố và có thể là hiển thị được thông tin đơn giản hoặc là đo nhịp tim những lúc cần thiết á, thì có thể là lựa chọn cái Cubot C3, chứ mình không không có phải là cổ suý cho anh em là đi mua Cubot C3 này nha. Với những bạn nào mà thích một cái đồng hồ mà có thể là lặn được sâu này hoặc là hiển thị được những thông tin cơ bản với cái mức độ bền bỉ ok thì có thể là lựa chọn cái Cubot C3. Thời gian mà đặt hàng á, thì mình bữa trước bạn mình có tặng mình thì nó đặt ở bên nước ngoài về mất khoảng tầm là 2 tuần các bạn ạ. 2 tuần nha, cũng hơi mất thời gian một tí xíu đó. Còn các bạn, ở trong cái tầm giá 1 triệu đồng Tết này các bạn sẽ mua đồng hồ nào thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu có thấy video hữu ích, các bạn có để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye. À quên mất, là cái phần khóa này cũng được làm bằng kim loại luôn nha. À, rất là xịn sò. Còn bây giờ thì mình sẽ mang cái Cubot C3 này ra tiệm đồng hồ để thay một cái dây da vào cho nó xịn sò.